Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Sài Sơn tiếp tục nâng cao các tiêu chí là bước đệm để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2023, xã Sài Sơn đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, được thành phố Hà Nội công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao như một luồng gió mới làm thay đổi diện mạo vùng quê ở Sài Sơn. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Sài Sơn tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2023, xã Sài Sơn đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, được thành phố Hà Nội công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao như một luồng gió mới làm thay đổi diện mạo vùng quê ở Sài Sơn. Xã Sài Sơn nằm ở phía bắc huyện Quốc Oai, có diện tích đất tự nhiên là hơn 1.011 ha, trong đó đất nông nghiệp 691,51 ha, đất phi nông nghiệp 352,5 ha, dân số 21.219 nhân khẩu với 6.140 hộ sinh sống ở 6 thôn và một khu đô thị SEL. Xã có 3 tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo và đạo Cao Đài. Là quê hương có truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất, nơi có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Sơn Tây cũ. Xã Sài Sơn có vị trí gần đường đại lộ Thăng Long, có khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, tiếp giáp với huyện Hoài Đức, huyện Phúc Thọ và nằm gần trung tâm thành phố Hà Nội. Giao thông đi lại dễ dàng, thuận tiện cho việc phát triển dịch vụ du lịch, thương mại. Toàn xã đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Người dân sống chan hòa, cần cù, chịu khó, truyền thống hiếu học được phát huy. Cán bộ và nhân dân trong xã đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, nên ngay sau khi về đích nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Sài Sơn luôn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời khai thác mọi tiềm năng lợi thế, huy động sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, triển khai nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy xã đã quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của thành phố và huyện về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết của huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, kết luận Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xã đã tiến hành rà soát các tiêu chí để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đảng bộ chính quyền xã luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện thì năm 2023 thì từ đảng ủy xã cùng với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cũng đã ra kế hoạch để thực hiện cái nhiệm vụ là về đích nông thôn mới nâng cao. Thì đã được quán triệt ngay từ đầu, từ đảng bộ, chính quyền và nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị. Thì năm 2023 thì chúng tôi đã về đích nông thôn mới nâng cao. Thì với quyết tâm từ đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2024 thì chúng tôi cũng quyết tâm là về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Thì ngay từ đầu năm 2024 thì Đảng ủy đã ra nghị quyết, hội đồng ra nghị quyết giao cho ủy ban xã thành lập ban quản lý, giao cho đến từng bộ phận, từng đồng chí cán bộ công chức rồi các thôn để triển khai xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Thì với quyết tâm như vậy thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là năm 2024 thì với sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng góp sức, góp công, góp của toàn thể nhân dân thì xã Trà Sơn sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định chủ thể trong xây dựng nông thôn mới chính là người dân, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Sài Sơn được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, tuyên truyền từ xã đến thôn, từ khu dân cư đến hộ gia đình nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, tư tưởng của người dân, thể hiện qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển địa phương. Qua công tác tuyên truyền vận động cũng đã làm cho người dân ý thức được xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân làm, dân hưởng thụ, nhà nước hỗ trợ. Vì vậy, nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kết quả từ năm 2016 đến nay, xã đã huy động được gần 769 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nguồn vốn huy động từ ngân sách là hơn 749 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách xã hội hóa và do nhân dân đóng góp là hơn 19,3 tỷ đồng. Đến nay, kinh tế xã hội của xã tiếp tục trên đà tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch ngày càng hợp lý, thu nhập bình quân năm 2023 đạt 71,73 triệu đồng một người trên năm. Xã còn một hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,05%, 100% đường trục xã, đường liên thôn được cứng hóa bê tông, dải nhựa áp phan, 100% đường ngõ xóm được cứng hóa bê tông, có điện chiếu sáng. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, các trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% các thôn có nhà văn hóa và sân hoạt động văn hóa cộng đồng. Trên 95% số người dân đã tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch, trong đó có 67,72% số hộ dân sử dụng nguồn nước sạch sông Đà. Toàn xã có tổng số 5.035 nhà kiên cố và bán kiên cố, không có nhà rột nát. Việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm, đặc biệt là đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi người dân trong xã Sài Sơn, về đích nông thôn mới của xã thì chúng tôi rất là vui mừng, khấn khởi. Nhà nước đầu tư đường, điện, trường trạm, con em chúng tôi là được đến trường đầy đủ, các cháu đi lại rất là được dễ dàng. Chúng tôi cũng được hưởng lợi của các đảng và nhà nước quan tâm đầu tư rất là nhiều, nên bà con chúng tôi là rất là vui mừng. Tới đây là năm 2024 là về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tôi cũng mong muốn đảng và nhà nước quan tâm nhiều hơn để người dân chúng tôi được hưởng lợi. Xã tôi về đích nông thôn mới nâng cao thì người dân chúng tôi là vui mừng, rất là vui mừng, phấn khởi vì là được hưởng nhiều cái, được nhiều cái quan tâm của lãnh đạo thành phố về. Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, về giao thông thủy lợi, nội đồng, về xây dựng trường trạm, về các nhà văn hóa được khang trang, và các con em đến trường rất là thuận tiện, về cảnh quan môi trường sáng xanh sạch được đẹp, đường làng ngõ xóm thì khang trang, người dân chúng tôi rất là phấn khởi về tinh thần, vật chất được cải thiện. Mà đặc biệt là xã Sài Sơn thì có một cái địa danh nhân kiệt là khu di tích lịch sử quốc gia Chùa Thầy, thì hàng năm cũng
được đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch về vãn cảnh tham quan, thì đây cũng là một cái gọi là dịch vụ du lịch, thì cũng thu hút được, đem lại cái thu nhập lớn cho ngân sách của địa phương. Thì được về nông thôn mới nâng cao thì nhân dân rất là phấn khởi và tự hào về cái diện mạo quê hương thay đổi, đời sống của nhân dân ấm no hạnh phúc. Và chúng tôi là thay mặt người dân thì sẽ tới đây sẽ đồng lòng đoàn kết cùng với đảng chính quyền địa phương, để đến năm 2024 xã sẽ đạt cái đích nông thôn mới kiểu mẫu, để xây dựng quê hương Sài Sơn chúng tôi ngày càng giàu đẹp văn minh. Từ ngày Sài Sơn được đón nhận cái danh hiệu nông thôn mới nâng cao thì Sài Sơn chúng tôi đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã cung cấp cho tất cả các cái dự án về xây dựng nông thôn mới, từ đường, trường, trạm, y tế, đặc biệt là cái tổ chức của Mặt trận nhân dân đã được quy tụ tổ chức các lễ hội đình làng, rồi thôn xóm con cháu ngoan ngoãn học hành tiến bộ, nhiều những con cháu đã xuất khẩu lao động nước ngoài để phát triển kinh tế. Chính bởi vậy mà nền kinh tế của Sài Sơn cũng ngày được một đổi mới, các trường học cũng được xây dựng một cách khang trang, đón nhận được rất nhiều dự án để xây dựng phát triển kinh tế ngày một phát triển, đời sống của nhân dân cũng được nâng cao. Có thể nói, yếu tố làm nên thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sài Sơn chính là địa phương biết huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những tiêu chí dễ, địa phương ưu tiên thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện từng bước. Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề cốt lõi của công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bởi khi đời sống của người dân được nâng cao sẽ tạo đòn bẩy để hoàn thành và nâng cao chất lượng của nhiều tiêu chí khác. Vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã Sài Sơn đã bố trí cơ cấu ngành kinh tế phù hợp với điều kiện ở địa phương, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, xã Sài Sơn chú trọng tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trên địa bàn xã có 6 hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã 2012. Hiện nay, xã Sài Sơn có 13 sản phẩm OCOP được thành phố Hà Nội công nhận, đó là các sản phẩm của chủ thể cơ sở hợp tác xã nấm, đồng trùng hạ thảo Biofai và giò chả Hợi Thương. Các sản phẩm có nguồn gốc nông nghiệp, có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, xã Sài Sơn đã được Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với hai loại hình là chuyển đổi đất trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang đất trồng cây ăn quả, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây hàng năm kết hợp nuôi trồng thủy sản. Trong vùng quy hoạch chuyển đổi, vùng bưởi đã có nhiều mô hình liên kết ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đạt giá trị kinh tế cao. Theo thống kê, toàn xã có 80 hectare trồng bưởi, diện tích cho thu hoạch 70 hectare. Trong đó có 5 hectare bưởi Việt Gáp được lắp hệ thống tưới tự động, gồm tưới nước tạo độ ẩm và bón phân qua hệ thống tưới, giảm nhân công, giảm sức lao động, được thực hiện từ trạm bơm tưới kết hợp với hệ thống giếng khoan trên phần diện tích trồng bưởi. Năm 2023, sản lượng bưởi đạt trên 4.000 tấn, tương đương hơn 5 triệu quả, ước doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Xã đã ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đối với 5 sản phẩm là bưởi chua đầu tôm, nấm sò, mộc nhĩ, bưởi Sài Sơn, bưởi Diễn. Với quan điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân, lấy sức dân để lo cho dân, xã đã ưu tiên phát triển đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ, phát huy tích cực ngành nghề sẵn có ở địa phương như nghề xây dựng, nghề may công nghiệp, đã thu hút phần lớn lực lượng lao động và cho thu nhập ổn định, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, tạo đà chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Xã Sài Sơn là vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc.
trong đó giá trị văn hóa độc đáo nhất là cụm di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Chùa Thầy gắn liền với tên tuổi và cuộc đời của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Đây còn là một quần thể di tích kết hợp với cảnh quan của những ngọn núi thấp ở giữa vùng đồng bằng Chủ Phú, tạo nên một diện mạo linh thiêng mà kỳ vĩ, gồm 3 cụm điểm là khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, quần thể di tích Chùa Thầy và các di tích trên núi Động Hoàng Xá. Đây là nơi tu hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có công lớn trong việc dạy học, chữa bệnh cho dân và sáng lập ra bộ môn múa rối nước. Chùa Thầy cổ kính từ bao đời nay đã trở thành một điểm du lịch tâm linh của người dân Hà Thành nói riêng và người con của đất nước hình chữ S nói chung. Phong cảnh non nước hữu tình cùng lối kiến trúc độc đáo mang giá trị tôn giáo và lịch sử đã góp phần tạo nên nét cuốn hút ở nơi đây. Hàng năm, Chùa Thầy đã thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch đến tham quan, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, xã Sài Sơn còn có tổ hợp khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội, cũng là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách như biểu diễn cá heo, hải cẩu, chợ quê và đặc biệt là show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ. Chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm nét dân gian truyền thống, trình diễn theo phong cách hiện đại, mang đến cho du khách những ấn tượng sâu sắc về văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng. Sau khi Đảng ủy có nghị quyết cũng như Ủy ban Nhân dân xã Sài Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Sài Sơn, thì ngay từ đầu với cái quan điểm là xây dựng nông thôn mới điểm xuất phát không có điểm dừng, và với cái phương châm là lấy sức dân để lo cho dân và để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, thì với vai trò của cấp ủy chi bộ thôn Đa Phúc thì chúng tôi đã chỉ đạo cho toàn thể cán bộ đảng viên cũng như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng nhau vào cuộc để tuyên truyền nhân dân qua nhiều hình thức, ngoài cái hệ thống loa truyền thanh còn qua các hệ thống trang mạng Zalo, Facebook để tuyên truyền nhân dân thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương, đặc biệt ở thôn Đa Phúc. Thì qua thời gian triển khai thực hiện thì thôn Đa Phúc cũng đã có nhiều những cái bộ mặt cũng thay đổi. Ví dụ như là đường làng ngõ xóm thì được cứng hóa, giải áp phan. Thì trong cái quá trình tuyên truyền nhân dân để tiến độ của cái công trình đạt được cái yêu cầu đề ra, thì đây là một trong những cái bước tiến tập trung để chúng ta tuyên truyền, tiếp nhận các dự án vào địa phương. Thì còn lại thì với sức dân thì hiện nay trên địa bàn thôn Đa Phúc thì kinh tế phát triển, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đời sống văn hóa của nhân dân cũng phong phú. Thì đặc biệt là với cái bộ mặt mới hiện nay thì trên địa bàn thôn Đa Phúc thì nhân dân đã đầu tư, tức là tự đóng góp của nhân dân là đã xây dựng được 7 cái điểm vui chơi cộng đồng và cũng được nhà nước đầu tư cho một bộ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân để cùng nhau mọi người đều thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Để báo cáo các đồng chí như vậy thì cái sự vào cuộc này thì sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị dưới địa phương, đặc biệt là ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội đã cùng nhau cùng với cấp ủy chi bộ và thực hiện tuyên truyền để đạt được cái kết quả như vậy. Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã được phát triển mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, đã có tác động thiết thực trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, Sài Sơn có 5.348 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98%, 6 trên 6 thôn đạt thôn văn hóa. 100% số thôn trên địa bàn xã có nhà văn hóa, khu thể thao, có kế hoạch tu bổ, cải tạo, xây mới, đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động, đáp ứng nhu cầu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của cộng đồng. Các nhà văn hóa của các thôn có lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời ở điểm công cộng. Toàn xã có 6 địa điểm được trang bị. Mỗi thôn được lắp đặt 9 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời để người dân tập luyện nâng cao sức khỏe.
Các điểm này đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của cộng đồng dân cư. Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. Các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn được quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị. Trên địa bàn xã có hai loại hình di sản văn hóa phi vật thể, gồm tập quán xã hội và lễ hội chùa Thầy. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đều có kế hoạch tổ chức duy trì, lưu giữ các di sản. Lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả, ghi nhận. Xã có trường mầm non Sài Sơn A, trường mầm non Sài Sơn C và trường trung học cơ sở Sài Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Sài Sơn B và trường tiểu học Sài Sơn A đạt chuẩn mức độ 2. Trường tiểu học Sài Sơn B hiện nay đã làm hồ sơ xin thẩm định, cấp phép, đạt chuẩn quốc gia và gửi lên phòng giáo dục đang chờ phê duyệt. Mạng lưới trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường, được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2. Các chương trình y tế thuộc tiêu chí quốc gia đều đạt và hoàn thành tốt, thực hiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chương trình tiêm chủng, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, giao chỉ tiêu cho các thôn, vận động nhân dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế, các đoàn thể chính trị trong địa phương, vận động hội viên của mình tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 95%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, quan tâm chăm lo, thực hiện các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ xây sửa nhà, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay xã Sài Sơn còn 1 hộ nghèo. Duy trì tốt các hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt việc dọn dẹp vệ sinh, đường làng ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, chất thải và trồng cây xanh, trồng hoa bảo vệ cảnh quan môi trường. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, đời sống của người dân ngày một cải thiện. Để nâng cao chất lượng, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các phương án phát triển kinh tế như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, lập dự án tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức và vai trò của các hộ gia đình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, nhà cửa, đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch đẹp, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Sài Sơn năm 2023 và những năm tiếp theo. Sau quá trình xây dựng nông thôn mới thì đến cuối năm 2015 thì đơn vị xã Sài Sơn chúng tôi đã được về đích và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì tiếp tục vai trò này thì với vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì chúng tôi cũng đã vào cuộc cùng với Đảng ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để tham gia các cái phong trào đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là đóng góp ủng hộ các cái quỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng theo quyết định 16 của thành phố, như xây dựng các cái tuyến đường ngõ xóm bê tông hóa toàn bộ 100%. Thế và nhân dân thì đóng góp rất nhiều ngày công và hiến rất nhiều đất cùng với đóng góp rất nhiều sức người sức của để cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thế và đến cuối năm 2023 thì xã Sài Sơn chúng tôi đã về đích nông thôn mới nâng cao và tiếp tục năm 2024 thì triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc cùng với các đoàn thể chính trị đã tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục phát huy những mặt đạt được và đặc biệt là năm 2024 thì tham gia rất là mạnh mẽ khí thế với phong trào là cuộc thi xây dựng thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn.
Thế và cho đến nay thì địa phương chúng tôi đang rất là quyết tâm với niềm tin mạnh mẽ, và chúng tôi tin tưởng đến cuối năm 2024 thì chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và kỷ cương hành chính theo chủ đề 5, kỷ cương trách nhiệm, hành động đổi mới và phát triển. Hàng tháng tiến hành đánh giá phân loại đối với cán bộ công chức xã, triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của thành phố để giảm thiểu thời gian và việc đi lại cho nhân dân khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nhiều năm liên tục ổn định, không có điểm nóng, không phát sinh vụ việc phức tạp đông người. Hàng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ quân sự địa phương, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, đạt kết quả tốt. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng. Công tác quản lý điều hành của chính quyền được tăng cường. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định. Kết quả đánh giá hàng năm của huyện Quốc Oai đối với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kinh nghiệm lớn nhất mà Đảng bộ xã Sài Sơn có được chính là thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Việc nào khó thì cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu làm trước, tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi công việc. Cấp ủy chính quyền địa phương quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện mới có thể tạo ra sự thay đổi tiến bộ vượt bậc khi xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Sài Sơn đã cán đích cuối năm 2023. Sài Sơn hôm nay đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng văn minh, tiến bộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sài Sơn với quyết tâm cao tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, sớm đưa xã Sài Sơn cán đích nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình vào cuối năm 2024. Những giá trị to lớn từ xây dựng nông thôn mới nâng cao mang lại đã kết tinh thành quả ngọt, đền đáp xứng đáng cho sự chung sức đồng lòng, tinh thần đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là nền tảng vững chắc để xã Sài Sơn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu những năm tiếp theo. Chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, tin tưởng rằng Sài Sơn sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu đúng thời gian đã đề ra, nhằm tạo ra những con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, cán bộ, đảng bộ và nhân dân xã Sài Sơn quyết tâm tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, vững bước trên chặng đường mới. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.